Em Thảo xin chào quý vị khách hàng cùng toàn thể các bạn đang xem video ngày hôm nay. Không biết là sắp Tết rồi thì mọi người đã có phương tiện để đi lại chưa? Nếu như mọi người mà muốn có một chiếc xe đi Tết thì hãy liên hệ qua số của em Thảo. Đấy thì là dinh ngay một em xe này đi về đi Tết là vừa đi được gia đình đưa đón cả gia đình, và ghế này là ghế 5 chỗ cho nên mình có thể nhưng mà ngồi thì vẫn rất là rộng đấy. Thế nhưng mà nói như vậy thôi thì cái quá trình mua xe mình cũng có một cái quá trình để trước khi rước xe về nhà mình cũng có rất là nhiều thủ tục. Thì là khi mà mua xe mọi người sẽ tìm hiểu về chiếc xe đấy. Thì ngày hôm nay Thảo sẽ giới thiệu với mọi người về một chiếc xe đang đứng ở đây, là một chiếc xe Vios bản này và đủ. Bản này thì là đang là sử dụng là phiên bản 2020. Thì bản 2020 Vios thì có gì khác biệt so với bản 2019 của Vios? Về form dáng thì nó vẫn là sử dụng bản 2019 là vẫn giống nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ nâng cấp về cái thiết bị, về hệ thống, một số cái tính năng gia tăng thêm. Ví dụ như mọi người thấy là cái phần cụm đèn đằng trước thì vẫn sử dụng là cụm đèn halogen phản xạ projector. Đấy. Đèn rất là trẻ trung và rất là đẹp. Thứ hai là vẫn sử dụng đèn LED ban ngày. Kết hợp vào đó là đèn xi nhan. À đèn này gọi là đèn sương mù. Em xin lỗi, còn cái phần này ấy thì có một cái điểm thay đổi mới ấy. Thì như mọi người thấy thì là Thảo sẽ giới thiệu với mọi người về cái sự thay đổi của cái bản Vios bản G 2020. Về cụm đèn và cụm đèn thì đèn xi nhan và cụm đèn đằng trước thì vẫn sử dụng là như vậy, đèn sương mù. Tuy nhiên là có thêm một cái cảm biến ở đây nữa. Như mọi người thấy đây là đây có cái mắt cảm biến rất là nhỏ đây này. Đấy. Ở hai bên nha mọi người, bên này và bên này nữa. Sẽ sử dụng hai cảm biến ở đây. Đấy. Bản này là 2020 thì sẽ được gia tăng thêm cảm biến. Cảm biến này sẽ được trang bị hai phía trước và hai phía sau nữa. Tí nữa Thảo sẽ chỉ cái cảm biến phía sau cho mọi người. Đây, như mọi người thấy là cảm biến phía sau sẽ được gia tăng thêm hai cảm biến. Đây là phía sau. Còn đây là hai cảm biến. Mình gọi là cảm biến góc, còn đây là cảm biến sau. Thì tổng thể là xe Vios bản năm 2020 là sẽ sử dụng đến 6 cảm biến. Đấy. Cái trang bị thứ hai là cái phần ở ngay đằng sau đây sẽ có một cái cam camera lùi. Cái bản 2019 ấy thì là chỉ có đầu DVD thôi, chứ đây không có cam lùi đằng sau. Thì bản 2020 Vios đã được trang bị thêm cái cam lùi sẵn cho mình. Đấy, kết hợp với cả cái phần nội thất ở trong này thì là vẫn đang sử dụng là đây. Nội thất thì vẫn là cái bản này là ghế da màu kem. Ghế da này thì đề ghế này thì vẫn là chỉnh cơ này. Mọi người sẽ thấy là cái phần là, đây là màn hình đầu này là đầu DVD này. Như mọi người thấy thì em Thảo đang ngồi ở phần ghế người lái của chiếc xe Vios bản G. Như mọi người thấy thì vô răng mình đang được bọc da này. Kết hợp vào đó là các nút tích hợp ở trên vô răng có tăng giảm âm lượng, chuyển kênh và đàm thoại trên điện thoại. Đây. Ngoài ra như mọi người thấy ở đây có phần, đây là một cái hệ thống được trang bị thêm của Vios 2020, đó là cái hệ thống ga tự động. Để mình, nếu mà anh chị đi trên đường cao tốc và những cái đường khi trong quá trình mình di chuyển về về quê hay đi trên đường cao tốc đấy thì sẽ sử dụng cái ga này rất là tiện này. Đấy. Có một cái điểm thay đổi nữa đó là cái phần về hệ thống màn hình. Thì ở đây sẽ có hai cái hệ thống mà được thay đổi lớn ở đây đó. Như mọi người thấy em sẽ bật lên, đây là chìa khóa thông minh nhá. Bản G thì mình sẽ sử dụng chìa khóa thông minh. Để đây. Đấy. Mọi người sẽ thấy thể hiện này. Cái phần này sẽ được đấy, màn hình mới được cải tiến lên, rất là đẹp và trẻ trung. Kết hợp với đây là màn hình Pioneer, màn hình này là màn hình được cải tiến là 7 inch. Và cái màn hình này trước đây thì vẫn là 7 inch, nhưng tuy nhiên bây giờ nó được cải tiến thêm, đó là nó có thêm cái phần này nữa này. Đó là cái kết hợp, nó tương tác với cả những cái điện thoại thông minh, ví dụ như là iPhone đấy, kết hợp với cả bản đồ. Như hệ thống điều hòa mọi người thấy đây, vì màn hình cái hệ thống điều hòa này vẫn được giữ nguyên và nó rất là đẹp. Hộp số tự động vô cấp kết hợp với cả đây là hộp tì tay để đồ của Vios bản G 2020. Em Thảo sẽ ngồi ở bên trong để cho mọi người thấy rằng là cái xe này nó rất là rộng rãi nha mọi người. Đấy. Cái phần khoang để chân đây, em ngồi và em tựa hẳn vào sau đây, rất là rộng rãi. Và cái khoảng đầu gối, những cái phần này nó rất là rộng. Vì nói về Vios thì đây là một dòng xe có thể nói là có một cái khoang ngồi hành khách ngồi bên trong rất là thoải mái và rộng rãi nhất, cùng với phân khúc. Đấy.
Kết hợp với cả trong trường hợp mà nếu mà mọi người muốn sử dụng cái khoảng không gian từ phía sau cốp liên thông lên đây thì Vio rất là thông minh vì họ thiết kế được một cái nối liền từ đây. Cốp thì mình sẽ mở, mình anh chị có thể giữ khoảng 3 giây là cốp tự động bật lên này. Đấy. Như mọi người thấy này, cốp phía sau rất là rộng. Khi mình hạ cái hàng ghế kia nữa, hàng ghế thứ hai ở hàng sau ấy thì càng rộng hơn, có thể hạ được cả hai hàng nha mọi người. Đây. Hàng bên này mình có thể gập được xuống luôn này. Đấy. Gập xuống luôn. Đây, cái ghế bên này là mình anh ấy đang ngồi cho nên nó sẽ hơi bị vướng ở đây. Vừa rồi thì em Thảo đã giới thiệu sơ qua những cái mà thay đổi của bản Vios 2020 so với bản 2019. Thì em xin tổng hợp lại, thứ nhất là nó có những cái điểm thay đổi, đó là nó gia tăng thêm cho mình, đó là thêm 4 cảm biến góc ở hai đằng trước và hai đằng sau. Tổng thể là sẽ có 6 cảm biến góc. Thay đổi tiếp theo nó là được gia tăng thêm, đó là cái màn hình DVD, đó là gia tăng thêm về tính năng, công nghệ kết hợp với những cái điện thoại smartphone thông minh và có thêm hệ thống ga tự động, cái hệ thống kiểm soát hành trình. Đấy, và thêm một màn hình nhỏ ở cái phần bảng đồng hồ nữa. Thì hiện tại giá của Vios ở 2020 thì cũng không hề thay đổi, vẫn áp dụng giá là 570 triệu đối với bản cao nhất này. Thì kết hợp vào đó, dưới bản này thì sẽ có hai phiên bản, đó là bản Vios E tự động và bản E số sàn. Thì bản E tự động thì đang có giá liên miết là 520 triệu, rẻ hơn so với bản 2019 là 20 triệu. Bản Vios số sàn thì có giá là 470 triệu, cũng rẻ hơn so với bản 2019 là 20 triệu nha mọi người. Thì để biết thêm những cái thông tin ý, thì Thảo xin chia sẻ thêm về một cái phần, đó là về phần lãi suất nữa. Đấy, một số anh chị vay trả góp thì sẽ muốn tìm hiểu thêm về cái phần lãi. Có một số anh chị khách hàng thì có muốn hỏi Thảo rằng là thời điểm này anh chị muốn mua xe nhưng mà điều kiện tài chính thì chưa đủ 100% để thanh toán, thì anh chị vay trả góp thì có sử dụng lãi suất bao nhiêu. Thì em Thảo xin chia sẻ luôn đó rằng là nếu như thời điểm này mình vay ấy, thì Toyota đang có một gói lãi suất rất là ưu đãi đối với khách hàng, đó là lãi suất là 0,5% một tháng đối với khách hàng vay tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thì là để có thêm những cái thông tin về xe cũng như là hồ sơ trả góp, tức là tất cả những câu hỏi thắc mắc ấy, mà trên video này em Thảo chưa chia sẻ hết ấy. Mọi người có nhu cầu hỏi thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Thảo 0986066208. Thảo xin hỗ trợ mọi người tối đa nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người đến video lần sau.